Chào mừng các em đến với kênh Lời Giải Hay.com Hôm nay cô sẽ hướng dẫn các em soạn bài Nỗi Thương Minh, Sách Giáo Khoa Ngữ Văn 10, Tập 2, Trang 107 Chúng ta đi vào phần kiến thức cơ bản Về tác giả Nguyễn Du sinh năm 1765, mất năm 1820 Tên chữ là Tố Như, hiệu là Thanh Hiên Về thời đại thì đầy biến động, nên ông có suy ngẫm về cuộc đời và thì thái nhân sinh. Về gia đình, ông sinh ra và trưởng thành trong gia đình quý tộc phong kiến quyền quý, nên ông được tiếp nhận văn hóa nhiều vùng miền tạo tiền đề cho sự tổng hợp tài năng nghệ thuật. Về cuộc đời, Nguyễn Du đã trải qua nhiều biến cố thăng trầm, nhưng chính hoàn cảnh ấy tạo cho ông ngồi sống phong phú và tâm hồn sâu sắc. Tác phẩm chính thì bao gồm sáng tác bằng chữ Hán, còn khoảng 249 bài, bao gồm thành hiền thì tập 78 bài sáng tác ở Thái Bình và Tiên Điền, năm trung tạp ngâm 40 bài sáng tác khi làm quan ở Quảng Bình và bác hành tạp lục 131 bài sáng tác khi đi xứ ở Trung Quốc. Và sáng tác bằng chữ nôm thì bao gồm hai tác phẩm, đoạn trường tâm thanh là chuyện kiều và văn treo hồn là văn tế thập loại chúng sinh. Hai là về tác phẩm. Về vị trí độ đoạn trích là thuộc phần gia biến và lưu lạc từ câu 1229 đến câu 1248. Về nội dung chính là tình cảnh trừ trêu của Thủy Kiều ở chốn lầu xanh và ý thức sâu sắc của nàng về phẩm giá. Chúng ta đi vào phần đọc hiểu văn bản. Câu hỏi thứ nhất. Theo anh chị, đoạn trích trên đây có thể chia thành mấy đoạn nhỏ cho biết nội dung của mỗi đoạn đoạn trích từ câu 1229 đến câu 1248 miêu tả tâm trạng Thúy Kiều trong cảnh sống ô nhục ở lầu xanh của Tú Ba, đoạn trích có thể chia làm ba đoạn nhỏ. Đoạn thứ nhất là từ biết bao cho đến tối tim trường khanh là giới thiệu tình cảnh trớ trêu của Thúy Kiều. Đoạn thứ hai là khi tỉnh rượu cho đến nào biết có xuân là gì. Nội dung là tâm trạng, nỗi niềm của Kiều trong cảnh sống ấy. Đoạn thứ ba là đoạn còn lại và cảnh để diễn tả tâm tình cô đơn Đau khổ của Kiều Câu hỏi thứ hai Bút pháp ước lệ trong đoạn trích Có ý nghĩa như thế nào đối với việc Diễn tả thân phận éo le của nàng Kiều Qua đó có thể nói gì Về tình cảm của tác giả đối với nhân vật Bút pháp ước lệ trong đoạn trích Những hình ảnh Ước lệ tượng trưng như bướm ong, cuộc say, trận cười Những điển tích điển cố như tống ngọc và trường khanh Việc sử dụng bút pháp ước lệ có tác dụng Một mặt tả thực không nảy tránh số phần thực tế của nhân vật chính Mặt khác vẫn giữ được chân dung cao đẹp của nhân vật kiều Qua đó thể hiện thái độ trân trọng, đầy cảm thông của mình đối với nhân vật Câu hỏi thứ ba Cho biết các dạng thức đối xứng khác nhau được sử dụng trong đoạn trích và giá trị nghệ thuật của chúng Có các dạng thức đối xứng như sau Đối xứng trong bốn chữ như bướm lả, ong lơi, lá gió, cành chim, dày gió, dạn xương, bướm chán, ong trường, mưa sở, mây tần, gió tựa, hoa kê, Hình thức này góp phần làm nổi bật thân phận bé bàng của người kỹ nữ và cảm giác đau đớn xót xa của nhân vật. Có tiểu đối trong khuôn khổ một câu thơ, như khi tỉnh rượu lúc tàn canh, nửa rèm tuyết ngận, bốn bề trăng thâu. Đối xứng kiểu này có tác dụng nhấn mạnh sự liên tục kéo dài của sự vật thay cái mênh mông của không gian. có đối xứng giữa hai câu lục bát Tạo nên cái nhìn đa chiêu về nỗi niềm thương thân sốt phận của nhân vật Về giá trị nghệ thuật của phép đối trong đoạn trích Đó là tạo nên tính đối xứng và nhịp điệu trong biểu đạt Gợi cuộc sống xô bồ như nhớp diễn ra trên nguyên không dứt đầy đoạn nàng kiều tội nghiệp Và nhấn mạnh tâm trạng đau đớn của kiều trong tình cảnh thảm hại và bi kịch Câu hỏi thứ tư, nỗi thương mình của nhân vật có ý nghĩa mới mẻ như thế nào đối với văn học trung đại. Nỗi thương mình của nhân vật có ý nghĩa mới mẻ trong văn học trung đại như sau. Nên văn học trung đại vốn có tính chất phi ngã, triệt tiêu cái tôi chỉ đề cao cái ta, hiếm khi cái tôi được đề cao hay được quan tâm trong thơ ca và văn xuôi nỗi thương mình của thí kiều còn là điểm mới mẻ bởi nó thể hiện sự tự ý thức về giá trị và phẩm chất của cá nhân đáng trân trọng hơn nữa đó lại là ý thức của một người phụ nữ xã hội xưa vốn trọng nam khinh nữ ép họ vào quy luật tam tòng tứ đức không chỉ biết hy sinh biết sống vì người khác mà còn rất thấu hiểu và tự ý thức về bản thân mình Đó cũng là nét mới mẻ trong giá trị nhân đạo của thơ ca Nguyễn Du, người được coi là tiên phong trong việc nêu lên cách tập trung vấn đề thân phận người phụ nữ có sắc đẹp tài năng và đòi hỏi xã hội phải trân trọng họ. Câu hỏi thứ 5, đánh giá chung về tư tưởng của đoạn trích trong cuộc tái ngộ Kim Trọng nói với Kiều như nàng lấy hiếu làm trinh bụi nào cho đục được mình ấy vay theo anh chị đoạn trích này có thể góp phần lý giải câu nói đó như thế nào? Trước hết, đoạn trích khẳng định vẻ đẹp tâm hồn của Kiều qua miêu tả tâm trạng, thái độ, ý thức của Kiều trước bi kịch của cuộc đời. Thái độ tâm trạng của Kiều là thái độ tâm trạng của một người luôn ý thức về nhân phẩm, lại phải từ bỏ nhân phẩm, khao khát tình yêu trong sáng tốt đẹp, lại rơi vào cuộc sống bần thiểu như nhớp, vì thế mà đau đớn, ê chê, bẽ bàng, chua chát. Tâm trạng thái độ của Kiều được khắc họa trong bối cảnh khi tỉnh rượu lút tàng canh. Đó là lúc đêm khuya, con người trở về sống thật với mình, nghe lòng nước nở thổn thức, giật mình mình lại thương, mình xót xa. Câu thơ có ba chữ mình với cách ngắt nhịp bất thường, 242 đã diễn tả trạng thái tâm hồn đầy biến động, bàng hoàng, thảng thốt, đau đớn. Lời Kim Trọng nói với Kiều trong ngày tái ngộ đã xác nhận chữ trinh và giá trị nhân phẩm của nàng. Vì chữ hiếu, nàng đã phải hy sinh cả sự trinh trắng, trải qua 15 năm sống cuộc đời gió bụi, qua tay mã giảm sinh làm vợ thúc sinh rồi tứ hải, hết rơi vào lầu xanh của Tú Ba lại rơi vào lầu xanh của bạc bà bạc hạnh, nhưng bụi nào cho đục được mình ấy vay. Tâm hồn nhân cách, phẩm giá của Kiều vẫn trong trắng cao thượng. Nguyễn Du đã không né tránh thực tế nghiệt ngã, nhưng cũng chính trong thực tế ấy, nhà thờ hết lời ca ngợi, đề cao vẻ đẹp nhân cách, phương giá của Kiều, mà đoạn trích, nỗi thương mình là một đoạn tiêu biểu. Đó cũng là biểu hiện giá trị nhân văn cao cả của tác phẩm. Như vậy, cô vừa hướng dẫn các em soạn bài, nỗi thương mình, các em hãy truy cập vào trang lời giải 2.com để tham khảo những bài soạn khác nhé chúc các em học tốt